Xin chào nhá, chào mọi người đến với livestream của cửa hàng nhá. X-Size cửa hàng rất nhiều luôn. Tất cả dòng xe cửa hàng đều có nhá. Mọi người hãy đến 237, 238, 289 Ngô Quyền để tham khảo xe nhá. Chào thằng người, chào tán còi nha. X-Size có rất nhiều luôn. Mấy cái thanh niên này rồi các chú cũng thể đi được nhá. Chào huyền thoại nhá. Đi Ngọc Thưởng ơi, SH125 bạn muốn hỏi xe mới xe cũ nhỉ? Chào Tuấn Đà Phúc nhá. Chào Trần Tạo nhá. Bạn là từ 61.600.000 nhá, là mình có SH cũ đời 2016 trở lên nhá. Xe SH đời 2017 sẽ từ 70.900.000 là bạn đã có xe rồi. Từ 2018 trở lên thì nó sẽ tầm hơn 73 triệu là có xe bạn nhá. Chào Nguyễn Hiệp nhá. Hôm nay cửa hàng live bên xe số chỉ lại quay cho mọi người cụ thể mấy con X-Style này, với các dòng xe số như Segway, Sirius này, Ram này và Rider bạn nha. Ngọc Thưởng ơi, nhà em đang có con 72.600.000 xe SH125 đời 2020 nhé. Anh cứ đến cửa hàng xem xe giúp em nhé. Cửa hàng ra về rất nhiều xe quay cho mọi người tham khảo nhé. Tất cả mấy con xe quay này toàn đi từ 400 cây đến hơn 1.000 thôi. Tấn Quái ơi, X150 đời 2016 á. Anh Dương ơi, X150 2016 thì mình còn con nào nhỉ? 2016 16 Tán coi ơi, xe X150 đời 2016 cửa hàng em đang không có con nào anh nhé. Đang có 2015 với 2017 anh nhé, cả đến 2020 đều có nhé. Quang Huy ơi, X-Size 150 2019 này hơn 34 triệu nhà em có xe anh nhé. Anh cứ đến cửa hàng xem xe giúp em anh nhé. Mọi người ơi, mấy tất cả dòng xe đi cửa hàng đều có bất lọc cho mọi người nhé. Và có cả hỗ trợ trả góp này, mấy cả sạc thủ tục sang nhân, tên nhanh nhất cho mọi người. Thì mọi người cứ đến cửa hàng em tham khảo tất cả dòng xe ở đây nhé. Nay em quay bên xe số thì chỉ quay được một số mẫu xe ga ở đây thôi. Ví dụ mọi người có muốn hỏi mẫu xe ga nào ấy thì cứ để lại bình luận, rồi bên cửa hàng em sẽ gửi đường link cho mình nhé. Xe quay cũ đủ màu cho mọi người luôn. Chào Vũ Đức Tạo nha, chào Quang Hy nha. Chào Nguyễn Thế Nam. Winner X cửa hàng đang về rất nhiều luôn. Đây cho mọi người xem tất cả dòng Winner X cửa hàng đang có nhé. Màu bạc này, màu đen nhám cửa hàng đều có, đỏ đen cũng có nhé. Chào Dương Tùng nha. Đây, SH cửa hàng có để bên này nữa nhé. Các đời như là 2016 đến đời 2021 cửa hàng đều có nhé.
chào đường Nguyễn Ba nha. Cửa hàng em có cả xe mới cho mọi người nhé. Xe mới thì cửa hàng đang ở 238 Ngô Quyền giúp em. Mọi người cứ đến đấy tham khảo giúp em nhé. Cửa hàng hôm qua mới về một con Rider đời 2020 à? Xe rất đẹp luôn. Giá 39.900.000. XL 135 cửa hàng đang có nhá. Từ 27.600.000 là có XL mọi người nhá. Như con này cửa hàng đang quay là mới chạy có hơn 3.000 cây thôi. Xe đời 2015 rất đẹp luôn. Chào Hoa Nắng, chào Phương Trần nha. Vision cửa hàng có rất nhiều mọi người nhé. Đây, cửa hàng đang có hàng đang để bên này có 2 con Vision thôi. Phương Trần ơi, SH 2018 tầm hơn 73 triệu là có xe chị nhé. Đây, có 2 con Vision đấy ạ. Cửa hàng em còn đang có con Vision màu đen nhám có 26.900.000 thôi. Mọi người cứ đến tham khảo cửa hàng em nhé. Mai Toán ơi, X-Size 2015. Đây, cửa hàng đang có con X-Size 135 đời 2015 nhé. Giá là 30.900.000. Xe là còn rất mới luôn, rất đẹp. Chưa biết trước nào anh nhé. Cảm ơn Minh Vương nha. Rất mong bạn đến cửa hàng nhé. Chị Phương Trần ơi, cái SHMO này cửa hàng em đang có là từ xe cũ ấy, từ 43.900.000 là có xe SHMO rồi nhá. Trước đến cửa hàng xem xe trực tiếp giúp em nhé. Hiện tại em không để SHMO bên này, không quay cho chị được. AB màu đen nhám cửa hàng có rất nhiều nhá. AB đen nhám đời 2018 và có 36.600.000 thôi. Chào Đàm Thạnh nha, chào Diệp Tăng Sơn, chào Hoa Nắng nha. Mọi người hãy đến cửa hàng xem xe nhé. Tất cả con xe ở cửa hàng đều có bất lộc cho mọi người nhé. Đây, cái con này con mới ra cửa hàng đây, XL 135. X135 đời 2014, giá 27.800.000. Tất cả các xe cửa hàng em đều niêm yết giá nhé, thì giá sẽ không thay đổi. Mọi người muốn tham khảo có xe nào cứ để lại bình luận nhé, em sẽ gửi link cho mọi người tham khảo cụ thể chi tiết hơn. Chào Mai Toàn, chào Đàm Thạnh nhé. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Thì mọi người muốn tham khảo con xe nào hãy để lại bình luận nhé. Bên cửa hàng em sẽ gửi đường link cho mình tham khảo. Hoặc là mọi người có thể đến đến xem xe trực tiếp tại 237, 238 và 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Mọi con xe cửa hàng em đều có bất lộc và có hỗ trợ trả góp cho mọi người nhé.
Xin chào mọi người nhá, em xin kết thúc livestream ở đây nhá. Chị Diệp Tăng Xuân ơi, cửa hàng em sẽ gửi đường link cho mình nhá. Gửi đường link cho mình để tham khảo SH nữ, cửa hàng đang có anh chị nhá. Rất mong mọi người đến ủng hộ cửa hàng nhá.